có năng lượng nhưng mà vui vẻ. Đó chị nói tiếng Việt đúng rồi. Có cái sơ kìa. Trời ơi. Ta gì kìa là kiểm soát đó. Chị không có truyền thông lên cái mọi người đó gọi là góp trên ASEAN của anh là ai mà ta ăn sô cô la thì họ cũng làm gì anh cũng được. Đây là 100% không đường. Ôi, 85%. Nhưng mà có 15% đường. Đây 70%. Đây là Melvin là sữa cái gừng, đây là hè, điều, sữa 40%, sô cô la trắng và xanh, sô cô la đen dừa, đen cà phê, đen cam, đen xoài hết, đen blueberry, đen dâu. Thử sao? Thử đây đây. Đen vô. Rất là thơm. Tuyệt vời. Đây là sô cô la dash mango. Xoài nha. Mì xoài rất là ngon nha. Chính của sô cô la luôn để mọi người. Cái này giống như sô cô la vậy. Ok ạ.